I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, well, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Và có nguyện vọng là được về chung sống một mái nhà. À, kể theo nguyện vọng của hai cháu, hôm nay nhà trai chúng tôi có mặt tại đây và cũng được sự đồng ý của nhà gái. Cũng như chúng tôi đến hôm nay là mong muốn nhà gái đồng ý tác thành cho hai cháu. Thế vừa rồi thì nhà trai đến đây cũng trong buổi diễn ăn và dạo hôm nay có năm lễ vật mà vừa mọi người chứng kiến, nhà gái đã nhận. Chứng tỏ là nhà gái đồng ý để cho hai cháu từ nay lên nghĩa vợ chồng. Và cũng chúc hai cháu mãi mãi mạnh khỏe hạnh phúc, cũng như là sau này làm tròn nghĩa vụ của con cái, dâu tốt đại hiền của gia đình hai bên. Thì xin cam thành tinh thần cảm ơn nhà gái đã tặng những bữa hôm nay. Thay mặt nhà gái tôi xin gửi lời chào, lời cảm ơn tới vị đại diện cho họ nhà trai và tất cả các ông các bà của họ nhà gái, các anh chị em, con cháu của hai gia đình. Hôm nay là ngày mà hai gia đình đã có cái sự thống nhất để họ nhà trai có cái lễ ăn hỏi đến với gia đình họ nhà gái chúng tôi để được xin cháu Hà về làm dâu của gia đình và Hương. Thì về phía họ nhà trai thì hôm nay tôi xin được giới thiệu với các ông các bà họ nhà gái, thì tôi xin được giới thiệu cái thành phần của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Ông Trung và Phúc là ông ngoại của cháu Hà. Đấy, ông Bảy Mà Lan cũng là ông bà của cháu Hà. Thế mà và bố mẹ của cháu Hà cũng như là tất cả các anh chị em, các con cháu, bạn bè của gia đình của các cháu. Xin lỗi, là đây là cháu cậu ruột của cháu Hà, cháu Ngọc, kia là mợ, mợ Nga là vợ của cậu Ngọc cũng qua mặt hôm nay. Và lời đầu tiên đấy, tôi được xin gửi lời cảm ơn tới sự có mặt của gia đình họ nhà gái. Cảm ơn họ nhà gái đã có lễ vật hôm nay đến chính thức, có họ nhà trai đã có lễ vật hôm nay đến với gia đình chúng tôi để chính thức đặt vấn đề để cho hai cháu Hà, cháu Đức lên vợ lên chồng.
chúng tôi rất là phấn khởi và cũng chúc cho hai cháu được hạnh phúc và chúc cho cái tình thông gia của hai gia đình luôn luôn được khăng khít bền chặt. Và cuối cùng thì thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin được tuyên bố là nhận những cái lễ vật mà họ nhà trai hôm nay đã mang đến, và cũng mong muốn là cháu Hà sẽ được có một cuộc sống thật hạnh phúc và sẽ trở thành dấu hiền của gia đình nhà mình với đó. Và lời cuối cùng là xin chúc sức khỏe các vị đại diện cũng như là các ông các bà của hai gia đình có mặt tại đây, và mời các ông bà và các anh chị em ăn kẹo dưới nước. Xin hết ý kiến. Kính thưa quan viên hai họ cùng tất cả các vị quan khách như bạn bè của hai bên gia đình nhà trai nhà gái, hôm nay là một ngày lành tháng tốt, và ngày lành tháng tốt hai cháu đã tổ chức hân hỏi của hai gia đình để gặp gỡ trưa hôm nay, và thay mặt gia đình nhà trai chúng tôi cảm động quá, nhưng là các đơn hàng không gặp đi. Thì hôm nay nhân ngày vui của các cháu, thay mặt nhà trai chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả các ông bà bên nhà gái đã tạo điều kiện cho chúng tôi nhà trai sang xin được cháu. Nhà tôi từ hôm nay con dâu Diền
cũng như là bên nước bên nhà gái vẫn có thể hiện là bên đây có dâu quý. Một lần nữa tôi xin cảm ơn chân thành cảm ơn tất cả các anh em bạn, các bên ông bà bên nhà gái, tất cả anh chị em, các bạn bè đã tạo điều kiện cho nhà trai chúng tôi hôm nay đến gặp ra mặt và cảm cảm rất thành công. Và nhân tiện buổi tối hôm nay một lần nữa xin cảm ơn tất cả ông bà bên thông gia, tất cả bạn bè có mặt hôm nay, và xin kính chúc tất cả bên ông bà thông gia, các bạn bè, bạn bè của các châu rể mạnh khỏe, làm ăn phát tài, hoạt động và hạnh phúc. Tôi xin chân cảm ơn. Tôi xin thay mặt nhà gái đầu tiên là xin cảm ơn chị Hương là mẹ cháu Đức và chồng đã từ Đức sang đây. Cảm ơn anh Khỏe coi như là đại diện của nhà gái cùng tất cả các bạn bè gần xa đã đến tham dự lễ đính hôn của hai con chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn là cầu chúc các cháu là sẽ sống với nhau hạnh phúc, và xin chúc mọi người là một buổi tối vui vẻ. Và ngày hôm nay có những cái trục trặc trong cái khâu tổ chức hay là cái việc tiếp đón khách thì bên gia đình chúng tôi cũng xin lỗi, và tôi chúc mọi người, tất cả mọi người vui vẻ.